Hello anh em, lại là mình đây, Khương Color của anh em đây. Thì hôm nay trở lại với chương trình review nick anh em. Thì đây là Pago Undead. Đây là người em của mình, gắn bó trong quân đoàn cũng khá là lâu rồi anh em. Thì em mình 14 tuổi thôi, em dân chơi one shot, solo, máu đỏ rồi kiến thứ anh em. Thì đây, nguyên thoại 3.300 thôi. Tự chiến thì kim cương 3 4 sao. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 3, là tự chiến mới được một ngày đây. Thì hôm qua là mình chết thì em nó kim cương 4 mấy sao đó, mà bắn hack đồ các thứ, thì bây giờ còn kim cương 3 thôi. Thì ok, anh em mình thử xem một dân chơi one shot thì ở trong tủ đồ có những gì nha anh em. Thì anh em thấy cái bộ đồ cũng khá là ngầu ha, nón chai ngổ ngáo rồi các thứ nè. Tiếp theo là phần nhân vật em nó đang xài là Ngộ Không, Hayato gắn kỹ năng Ngộ Không, Yuta và Mai Ship. Thì kỹ năng này cần tem rồi các thứ anh em. Come Thì meet my blade. đây, nhân vật cũng có khá là nhiều, còn chín con chưa có anh em. Thì đang sử dụng linh để mà mở khóa Yuta. Patience is a virtue. Yuta cũng ngon lành nha. Ok, tiếp theo là phần tủ đồ nè. Tủ đồ thì như anh em biết thấy này, đây là đồ chai ngổ ngáo này. Bộ này thì mình thấy khá là đẹp, ngầu nữa nè. Full bộ nó đã ngầu rồi. Mấy cái này thì bộ hiểm hồi của thể du cực. Đầu huyền vũ nè. Đầu này con rùa, sự kiện tướng linh nữa nè. Bộ nam tướng thần. Nam tướng thần là cái thứ nè. Okay, này cũng thể du cực, mấy món thể du cực cái thứ này. Đây là bộ công tử phù tang, bộ này cũng khá là ok nè. Bạch hạc này, bộ này thì anh em hôm bữa anh em có thể đổi cái bộ này trong sự kiện gần đây á. Bên xe nhân phẩm rồi cái thứ này, mà chiến binh dự biến, ông hoàng bưu gia, chưa lên uni thì trong cái gì trong chuyện cái gì hầm ma thật lúc trước đây, nghĩ quần áo rồi phong cách hip hop trong thể du cực winner. Bộ này thì cũng mới trở lại gần đây, cũng nói chung là cũng ok nè. Mình tháo cái mặt này, nhưng mặt nhìn thảm quá. Ok, bộ thích thì chơi trong sự kiện như cũng khá là lâu rồi, sau này nè tầm ông trùm bạch hồng nè. Bộ này thì sẽ vườn bí đây, kiếm khách. Bộ này thì sự chế tác cũng ok nè, mình bộ này cũng lạ lạ ngầu ngầu ha. Nhạc trưởng nè, tù trưởng này. Cái này thì dùng quỷ kim cương hay sao nè, nhớ gọi nè. Sự kiện phi nôm, sát thủ mũ trùm, đồ phi công cũng khá là nhiều đồ đó nè. Đây nón đồ các thứ này, chạy ngộ ngáo nè. Mình thích cái nón kết này ha, sao lúc trước mình không lấy ta, thấy đẹp nhưng mà không lấy. Thì áo thì được 2.266 món, cũng khá là nhiều, bút sinh kinh rồi cái thứ anh em. Ok, chạy hư rồi pháp thuật siêu cao rồi các kiểu này. Trong bộ này đồ thì cũng đủ dùng anh em, cũng ngon lành phết ha. Chứ một nít 3-4 triệu thì anh em mình không có đòi hỏi được quá nhiều, mà vậy là ổn rồi. Trang phục thì không có ảnh hưởng quá nhiều đâu. Bộ băng cúp đêm này thì có lẽ là mới ra trong cái vòng quay gần đây thôi. Quần áo này lúc trước hot lắm nha anh em, cái kiểu là điểu à. Áo thân tình yêu, áo quả cute luôn, người phận sự, áo đá bóng nè, áo Uruguay và áo Pháp. Hai áo này mà nếu anh em săn trong sự kiện nhanh tay giật thẻ cái thứ cũng chua chát lắm nha anh em. Sự kiện khó khăn có mấy áo mấy thứ rồi nữa nè, thứ ba này, thứ tư này, thứ năm, thứ sáu này, còn thứ ba áo nữa, áo khá là cổ rồi. Ok, áo quần thì nó cũng giống nhau thôi nè. Quần thì đang sử dụng cái quần lúc nãy là sử dụng cái quần giống cái quần thám hiểm á, nhưng mà nó đổi màu cũng được, cũng ok lắm rồi. Mà giờ giới trẻ phối đồ nhìn đẹp quá, chứ không có hơn như mình phối mấy pha đậu phộng hãm quá hãm, có đôi chân thánh phòng nữa nè.
và chân trần. Ok, đây trang chim mặt cũng gì ha. Trang phục thì có hổ, khủng long hổ này, thiên nga chết, gấu cái thứ da thằng chết này. Bộ này với mình là quá nhiều kỷ niệm luôn. Tiếp theo này mình đổi qua nhân vật nữ cho nó có everything gì ha. For the family. I'll put a little... Rồi, đây. Trước mắt là nè mình thấy cái đôi dép này nè, đôi giày chứ. Anh xin nhìn cute xíu. Đây, đầu thiên thần băng giá. Đầu này thì cũng khá là nhiều sự kiện để lấy rồi. Em đã lấy được cái đầu thôi. Ngọc tử vân xanh. Đầu chị đẹp. Đầu chị đẹp thì đang có sự kiện nhận miễn phí nè, nhưng mà có lẽ nó hơi chua. Còn cái sự kiện miễn phí lúc trước thì chắc cũng tầm 1 năm rồi. Đầu linh lam. Đầu hồng nhan thánh nữ. Bộ này khá là nhiều anh em thích nè. Vì sao thích thì anh em có thể nhìn, anh em có thể đoán được. Còn chị em thích thì dễ suy nghĩ. Anh em mình thì cứ lắc lắc gì là biết tại sao thích rồi. Ok. Mỹ nữ phù tan. Thầy vũ cực anh em. Cứ hoàng bu gia. Bộ này thì miễn phí thôi. Thiên ma. Ok. CG7 các thứ này. Thì bộ nữ nhìn cũng khá là nhiều ha. Trang phục assassin. Cái bộ này thì mới đây. Ok, để nhìn cũng ok phết nè. Sẽ thủ mũ chùm. Phiên bản nữ nhìn nhức nách vậy. Sẽ thủ thời gian. Ok, cũng mấy món đầu su bao cao. Ok, đồng vụ công tước thì các thứ này. Có cô gái tha thu nữa. Này chung với bộ băng cướp đêm ấy nè. Nhìn cũng ngầu đét ha. Thì áo thì nó cũng vậy thôi à, giống như mấy cái kia. Cũng khá là nhiều đó anh em. 266 này à, cái áo. Như bộ nam với bộ nữ ấy, số lượng áo bằng nhau luôn em. Xịn vậy. Ok, giày các thứ này à, nhìn đôi dép là thích ghê à, kẻ dép kẻ chủ ngu à, nhìn cái chỗ mua. Cái bộ đồ thì nó xấu nhưng mà nhìn đôi dép cute xíu. Thích đôi dép à. Ok, đầu được các thứ, trang trí mặt rồi cái kia cũng ok hết nè. Hành động nè, hành động thì có 34 cái. Trang bị mấy cái này để khịa khịa như one shot xong nhảy lên xe được các thứ nó ok lắm anh em. Chuyển động thì có cái chuyển động trượt lốc xoáy của cái sự kiện gì mới đây nè, mình quên tên rồi. Sự kiện này cũng ngon lành ha. Trượt trượt được các thứ. Ok, sưu tập 52 cái dù để sử dụng dù market lô logo gồm đen. Cái này thì trong thể du cực cảm giác nghệ thuật này. Không có cái win nè, có miếng dán này thôi. Phương tiện thì xe cộ thì chạy mấy ngày không hết ha. Thì chở gái đi chơi là hết bài, sẵn nó hơi mắc. Ok. Đây. Thì hội kim hội du cực, cái này nên mua du cực thì nhận thôi. Lần cái này lúc trước là Adam, cái này là Phimit rồi nè. Đành Kelly. Nhạc thì cái này mới đây thôi. Kháng nè. Bản vẽ cũng có thường. Hai gì đã chế tác. Còn mấy cái mảnh này nữa. Hộp súng này. Hộp súng này thì mỗi thứ một cái mình cũng không dám mở. Thôi để đó đi. Để chỗ nít mở nè. Đây. Đại dư một gối nữ hoàng bùa da luôn nè. Khá nhiều đồ trong đây ha. Cái này thì thẻ thử nhân vật. Mấy món này, mặt là gen các thứ. Who's coming to my car? Ok, tiếp theo là phần vũ khí, thử một dân chơi one shot thì có những gì anh em. Thì chắc là không đầu tư quá nhiều vì súng ống rồi. M4 một đêm thì lì đây nè. Hai cao gồng lửa thì còn nay mai nữa là mất luôn. Có AK bí ngô, thì AK này chắc là nhận miễn phí. M14 thì có giới hạn mùa 24, này thì khá là đẹp. Xác có ska thần tình yêu thì có tình yêu là hạnh phúc rồi anh em, khỏi có đua đồ gì hết, có tình yêu là có sức mạnh ha. Ok, gầu da thì có gầu da giáng sinh, chỗ này thì ngon, tặng hai thôi bắn giảm độ chính xác thì bắn không trúng thì chết anh em, đơn giản. Format thì có format mà cài gồng 18 thì có khẩu X18 cấp mập vàng, khẩu này mà giúp tâm rồi các thứ cũng ngon anh em. Tại những chơi one shot là cái thứ thì cái này hay sát thương là ngon rồi. À.
Câu A là 94 triệu đô. Câu này thì tóc bản xin giáp. Câu khẩu Buja rồi cái thứ này cũng được rồi. AUG thì khẩu phẫn nộ này có lẽ là lấy trong cái sự kiện bị lỗi anh em. Có nhiều anh em cũng phẫn nộ cái này lắm. Tại vì có anh em nhận được, còn nhận trễ thì nó đổi thành thẻ FF khá là căng. Đây, ở thì còn mấy khẩu phí này thôi. Cũng không có gì nhiều hết em. Không có đầu tư quá nhiều, mình cũng không đòi hỏi gì được. Khẩu băng tâm này trong sự kiện cái gì băng băng gì mới đây á. Tiểu Liên thì có UMB nghệ sĩ tứ thần. Khẩu này thì ngon lành à. Khẩu này anh em cái con nhân vật mà tàn độ chính xác là bắn ba cháy anh em. 5 thổ quậy VSS bị binh ngân hà. Khẩu MB phản xạ thì không thể thiếu anh em. Phản xạ thì nó là cái gì đó quá đỉnh á. Ok, mấy khẩu kia thì cũng không có gì. Khẩu này thì màu 014 thần bo thì anh em tiêu 3000 kim cương sự kiện Tết nè. Hơi bị cháy nha. 3000 kim cương mà được một khẩu tăng một xuyên giáp về tầm xa giảm độ chính xác thì hỏi ôi con dơi luôn. Khẩu này nó bắn tầm xa. Tăng tầm xa mà giảm độ chính xác thì bắn kiểu gì nè. Đây, Sabat mũi cô công nghệ nè. Tăng sát thương với băng đạn. Vẫn là giảm độ chính xác ha. One shot được cái thứ khẩu này thì không biết như thế nào nè. Súng ngắm thì có khẩu đúp nổi loạn nè. Nhưng mà chỉ có mấy ngày thôi. Lục bạc thì sử dụng lục vàng. Ok, để khẩu đó thì cũng như là không thưởng không phạt. Ok, năm đóng thì anh em mình có hỏa quyền. Quyền cũng ngon lành cành đào rồi. Chảo thì anh em mình có 6 cái chảo nè. Chảo kim tiền được cái thứ. À, có cái đào diễn với thằng chưa? Đào pháo hoa, chặt Tết chắc cũng gom lì xì, gom sự kiện cũng khác lắm nè. Gậy có gậy bóng chạy kiếm nguyên nè. Sóng âm, tốc độ, được cái thứ. Có gậy đinh không ta? Không có gậy đinh anh em. À, cái tên này kiếm đạo, cái này khá là đẹp. Phù thủy nè, tình yêu, phải mang tình yêu theo chứ. Tuy nó xấu nhưng mà tình yêu là vẫn ok hơn. Thì ok, đó là một nick của dân chơi One Shot thì don't forget me. Đầu tư không quá nhiều nên nó cũng không có nhiều đồ lắm nha anh em. Đây mình sẽ dần dần gửi đến những video review sau nữa cho anh em. Nick best hơn. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Bye bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.